Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bản Tấn Tôn em ha. Hôm nay em lại lên một ít dao. Thì hôm nay toàn dao thép đen nha. Lần này mình lên là gồm mã là mã AB nha anh em. AB này. Cái này thì đây nó dính chữ mực, dính cái bút lông. Cái này còn rất là mới nha. Cái tem nó còn ở trên cán này. Mới cái này dài 10,2 bản rộng 2.2 nha, 140.000 nha. Đây. Tosa. Rồi cái này 140.000, AB1 ha. AB2 là một cây Masahiro nha. Cái này thì nó dòng thép thép kháng rỉ. Nó có rỉ mà rỉ chậm lắm. Cái này rất là bén nha. Của hãng Masahiro rất là nổi tiếng nha. Cái này là dòng Suzuki. Xài rất là ngon nha. Cái này cán còn rất là ok này, đẹp này. Cán có 3 chốt đùng. Dài 24, bản rụng nó là 3.5. Cái này 300.000 nha. Cái này là rin nguyên bản của nó, không phải hao gì đâu nha. Bản rụng của nó là 3 ha. 300.000. AB3 là một cây Nakiri. Cái này rất là độc lạ nha, cái này size nhỏ thôi. Nó size nhỏ ấy. Cái cán nó cong này. Hơi cong cong tí nha. Này thì chiều dài nó là được 13, bản rộng nó là 3.3 nha. Bên này có chữ, bên này cũng có chữ luôn này. Cái này cán rin nguyên bản nó. Rất là bén nha. Cái này mình bán với giá là 170.000 nha. Dạ 13 bản rộng 3.3. Còn nó mới ha. Đây có cây 3 lớp. Cây này có logo hình núi Phú Sĩ này. Bên này thì nó giống cái chữ Takeda gì á. Đây cái hãng này chữ này, hai chữ này quen lắm. Con này thì 3 lớp. Lõi có thể anh nhìn này, nhìn này. Đấy, lên đến nóc luôn ha, ba lớp ha, rất là bén nha. Đây này ba lớp, chắc rất là ngọt ha. Gõ thép nó đây, ba lớp ốp carbon ha. Con này dài 16, bản rộng 4 nha. Con này mình bán 160.000 nha, sản thực cư. AB5 nha, AB5 là một cây đề 3. Cái này có chữ ở đây mà nó hơi bị mờ tí nha. Có hai chữ ở đây. Kikyo hay đi gì á. Cái này thì mình bán với giá là cũng rẻ ha. 120.000 thôi. Con này mặt sau nó đây. Mặt sau nó hơi ám ám tí nha anh em. Này về bôi dầu lên là xài ok. Rất là bé nha. Cái này D3. D3 con này dày đây phải 7-8 ly ha. 8 ly. Cái này dài 14,5, bản rộng của nó là 4.2 nha. 4.2. Cái này dài được đây này, gần 8 ly nè. Rồi cái này cây Nakiri. Cái này còn rất là đẹp và mới nha. Còn này mới lắm. Để mình lau cái lưỡi nha thầy. Đấy. Vân Giang Mai 3 lớp. Cái RAM nó đây này, RAM cũng còn nguyên này. Cái này hãng nó đây. Con này Nakiri và dày lắm, dày ở trong này phải 5 ly rưỡi á, 6 ly rồi á, dày lắm. Rất là bén nha. Con này cán nó cán van này. Rộng nó là 4.7 nha. Và 15.8. Cái này để mình đo độ dày nó ha. Độ dày nó 6 ly nha. Ui dày lắm, 6 ly. Cái này mình bán với giá là 340.000 nha. 340.000. Rất là dày nha. Rồi cái này cây 3 lớp. 3 lớp này cái này nó dính lơ ở đây này.
mình chui nó ra đó ha. Cái này còn mới lắm, cán nó đây, cán của Bách Ca, cái khâu nó là khâu đúc ha, à, khâu khâu này khâu kẹp, có 3 chốt ha. Con này 3 lớp ốp khô rỉ, lõi carbon rất là bén nha, còn mới lắm. Cái này AB7 330.000 nha, 330.000. AB8 là cây, cái này quên đo, cái này dài được 16, rộng được 3,2 3,7 chứ quên. Con này thì nó riêng nguyên bản này, cản mình còn chưa đóng ra luôn. Đây, cái này nó có cái logo hình hình cái này này, logo hình cái chống sét gì đây. Cái này mặt sau nó có chữ nha. Đấy. Con này thép thì khỏi nói rồi, rất là xịn và cứng nha, bén cực kỳ luôn. Con này bén khỏi nói. Con này nghĩ là thép xanh. Cái này cái logo, có logo này là đắt lắm. Đấy, con này là chữ thủ công này. Cái này nó một một mặt nha anh em, nó một mặt tay phải. Dày được 5 ly á. Con này thì cán khâu sừng riêng nguyên bản đó ha. Con này AB8 ha, 550.000 à 570.000. Cán cổ khâu sừng 3 lớp. Con này vân rất là đẹp. Rồi cái này cây Nasu, hiệu Nasu trái cà ha. Con này nó sử dụng thép Chromax ha. Con này thì thép nó rất là bén nha, thép này độ cứng rất là cao. Cứng rất cao ha. Ngang thép chay xanh nha anh em. Nhưng mà nó rỉ chậm hơn, rỉ ít hơn ha. Cực bén. Con này đây, cán nó đây. Có hai chốt, dài 16,16. Bản rộng đó là 3.8 nha. Con này bên này có chữ này. Hai mặt chữ nha. Con này mình bán cái này là 280.000, AB9 nha. AB10 này. AB10 là một cây Kia. Kia Hamono. Cái này thì nó anh em có thể lên xem nha. Cái này đắt lắm. Giờ mới đắt cực kỳ luôn. Con này thì mặt sau nó hơi còn đẹp nhưng mà nó hơi ám một rổ này, này. Rổ đây tí ha. Vì có một vết đây. Nói chung xài thì ok, không có gì vấn đề gì ha. Rất là bén ha. Bén cực kỳ luôn. Chữ Kia đây. Còn mới nha, cán gỗ khâu sừng. Đấy, khâu sừng rin của nó. Sau này có chữ luôn này. Cái này dài 24.5, bản rộng nó là 3 ha. Cái này mình bán 700.000 nha. 700 của Kia nha. Cái này xịn lắm. Rồi cái này cây Santa Cư, cái này Gico gì đây. Cái này có cái logo ở trên là cái hình mũ của người đầu bếp á. Con này thì nó không rỉ nguyên khối nha, rất là ngon, mới lắm, còn mới cực kỳ luôn. Cái này 650.000 nha, dài 10 à, cái này 201 chứ quên, dài 16.5, bản rộng nó là 4.5 nha. Đây một cây siêu khủng long. Cái này Takatsuki. Cái này nó dài nha. Dài tới 29.5, bản rộng nó là được 5.3. Đấy, cái bản rộng của cái con này rất là rộng nha. Con này 750.000 đấy, của Takatsuki này, hãng Takatsuki. Còn rất là mới nha. Đây anh em nhìn này, độ mới nó rất là cao. Cán này, cán nó còn rất là khít đấy. Đẹp. Cán gỗ mun nha. 750.000. Số 12 nha, số này số 13 này. 13 là cây dao lóc nha anh em. Cái này là chuyên lóc. Anh em thấy nó bén không? Cái lóc này thôi khỏi nói. Xịn nha, lóc này xịn lắm. Cái này nguyên khối. Thép là Nippon. Nippon Nhật Bản nguyên khối nha.
Con này thì cái cán làm cán của gỗ hùng ha. Nó dài 15, bản rộng nó 2.7 nha, 300.000. Chữ nó đây. Còn rất là mới nha, tỷ lệ mới rất cao. Tầm con này tầm 97% luôn á. Nó giống như full hộp luôn. Còn mới lắm. Chuyên lắm. Rồi có một cây cái này như của Yamamoto, cái này thì hình con bông cúc này ha. Cái này Sasami. Cái này thì nó dài nhưng mà nó mài cái đường này ấy rồi. Đấy, anh em về mài lại xài nha, rất là bé. Con này thì sử dụng một là thép trắng, hai thép xanh thôi. Con này xịn lắm. Rất là bén. Con này nó xài đến đây mới bỏ nha. Cán gỗ khâu sần rin của nó nha. Tại con này mình không có đóng cái cán này ra nên cũng không vệ sinh kỹ lắm. Con này thì là cái chữ đằng sau á, cán gỗ khâu sần vàng. Giá 25, bản rộng nó 2.8, 350.000 nha. Con này bén này khỏi nói rồi. Rồi xịn đấy. Nhiều xịn. Cái này AB 15, một cây đề 3 nha anh em. Đề 3 chữ nó đây này, của hãng Sakai. Con này thì mặt sau nó đây, mặt sau nó hơi ám ám tí thôi. Không vấn đề gì nha. Không phải rỗ đâu nha, ám thôi, không rỗ. Rồi con này dày, nó dày lắm, dày cũng tầm 7 ly rưỡi đến 8 ly á. À, 7 gần 7 ly rưỡi nha. Con này thì dài 14.5, bản rộng 4.4. Cái này 190.000 nha. Con này thì vân còn rất là ngon. Mới nha. Hai lớp thủ công. Cái này AB6, AB16 là một cây Tekuchi. Cái này thì nguyên con này anh em. Anh em xài đến hết con này, hết dao mới bỏ nha. Đến đây mới bỏ này, cái đường mờ mờ đó đó. Đấy, nó tôi nguyên con. Con này thì dài 20.5, bản rộng nó là 4 nha. Cái này 300.000 nha. 300.000. Dao này mua con là xài cả đời luôn. Lâu cùng là mà nó tôi nguyên con thì xài rất là ngon. Cái này 300.000 nha. 300.000. Cái này có chữ ở cán này. Chữ ở cán này ha. Còn mới lắm. Rồi, có cái này cây Usuba. Usuba đầu vuông nha. Con này thì nó cái vân samurai rất là đẹp. Con này cán gỗ khâu sừng này ha. Thép đằng sau là có đóng chữ Yasugi. Thép giấy xanh hoặc là giấy trắng nha. Con này thì nó hai lớp thủ công. Đấy, mặt sau nó còn rất là ok. Con này nó ám nhẹ thôi, nhưng không lên patina luôn á, mặt sau nó lên patina luôn ha. Rất là bén nha. Usuba cái này bén lắm. Cắt khỏi nói. U3 người ta mài rất là bén. Còn này Yasugi mình nghĩ là thép xanh hoặc thép trắng gì đó. Dài 15, bản rộng 3.8, mình bán 400.000 nha. Đây nó còn cái tem của nó luôn này. Đây có cây AB18 ha. AB18 là một cây dao Keresuke. Cái này là 3 lớp, ốc không rỉ. Cái này thì lõi có rỉ carbon nha. Con này thì dài 15.2, bản rộng nó là 3.8 nha. Ở cái này bán 130.000 đi, 130 thôi. 130.000 cái này. Rồi cái này cây cây Yanagiba. Cái này mình đánh bóng rồi quên bộ, quên lau cái lưỡi ha. Con này thì rất là đẹp nha, còn mới, hai lớp thủ công này. Ở đây mặt sau nữa này. Con này chữ đây. Chữ này ha. Con này 190.000 nha, dài 20, bản rộng 3. Chữ ở dưới này rất đẹp nè. Con này bén lắm. Bén, thép nó cứng nữa.
con này bén dám ăn, thép nó cứng lắm. Rồi 200.000 bỏ một cái dao, dao đi xăng, nhưng mà cái dao này nó bén nhưng mà nó bị hư rồi, nó bị nứt nha anh em, nứt cái cán rồi, nên anh em về đổ lại cái cán với cây dao này xịt lắm. Còn này hai mặt chữ nữa, cái này nếu mà bán ngon lành là mình bán 600-700 nghìn đó, mà tại cái góc này mình mài nó hơi cao đó, nên cắt nó cũng hơi, cắt giấy nó hơi khó, dao đi rừng á nên cắt cắt giấy nó hơi khó nha, góc nó hơi cao. Con này thì Vân Giang Mai 3 lớp đấy, dao đi rừng ha, đi rừng đi săn, hai chữ, hai mặt chữ, nó ốp carbon, lõi carbon luôn. Con này thì nó bị nứt ở đây này, nứt ở dấu ở đây này, nứt ở dấu này, nhưng mà ở trong này có một cây sắt ở trong á, nếu anh em thích thì hàng lại xài cũng được, hàng lại xài bình thường nha, hàng nhôm ha, ở trong này có một cái sắt này thẳng từ trên này xuống dưới này. Cái này 300.000 nhá, dài 11, bản rộng nó là 2,3. Cái này đẹp quá trời đẹp. Cái này tiếc quá nó bị đứt, không mình bán giá cao lắm. Tầm 600.000. Cái này một cái đề ba, đề ba này lần đầu tiên mình gặp cái đề ba cũng độc lạ ha. Cái này nó cái đóng chữ mặt sau. Mặt trước cũng có chữ nhưng mà mặt sau chữ nó khắc thủ công rất là đẹp này. Con này Vân Giang Mai lõi rất là to ha, anh em có thể nhìn thấy. Cái này 220.000, dài 15,8, bản rộng nó 4.9 nha. Cái D3 nha, D3 này xài rất là bén. Đây em có một cây cái này Masahiro, con này sử dụng thép giấy trắng, con này thì vân rất là đẹp, 3 lớp nha, Vân Giang Mai. Con này dày lắm, dày 5,5 ly 6 ly nữa, mẫu hình ra ngoài nha. Cái cán bên này thì nó bị nước, nước nó hơi hơi xấu tí nha, hàng bãi thì nó vậy, nó bị nước nó vô nên nó hơi đen đen á. Dài 16,1, bản rộng nó 5 cm nha. Con này mình bán với giá là 380.000 nha. 380.000. Rồi cái này cây số 23, 23 là một cây Tosu. Thép SS nha. Con này thép siêu thép Vega 5 ấy. Con này thép bột ha, Vega 5. Thì cái này rất là bé nha. Cán gỗ khâu đúc, cán thì còn liền lặng rất ok, 400.000 nha, dài 14,5, bản rộng nó 3.5. Đây có một cây Betty, cái Betty này thép carbon, anh em mua về làm gà làm đồ rất là ngon nha, rất là bén, siêu bén luôn á, làm lòng gà làm đồ á, lòng vịt á, rất là xịn ha. Cái này nếu anh em nào chuyên nghiệp thì xài con này bén lắm. Con này thì siêu bén, thép carbon. Con này dài 14,5, bản rộng 2.5. Cái này 160.000. Rồi có một cây cái này cây Santa Cư, con này thép bạc nha. Cái này ở đằng sau nó ghi gold này, K400 ha. Con này Vân Giang Mai 3 lớp. Nó là ốp không rỉ, lõi nó là lõi lõi không rỉ luôn. Cái này không rỉ, nguyên khối không rỉ nha. Con này nó bị lỗi một tí là bị cái cán nó bị cái gỗ ở trên này nó bị sứt ra ha. Đây, tí thôi. Không ảnh hưởng gì đâu. Cái này 300.000 nha, dài 16,3, bản rộng nó 3.9. Chữ khắc thủ công rất là đẹp nha. Con này chữ khắc nhỏ lắm. Bén. Thép không rỉ, dài 16,3, bản rộng 3.9. 300.000. Cái này cây Yanagiba. Con này hãng này đóng xịn lắm rồi. Em lâu rồi.
Đây, cái này xịn lắm. Vương Giang Mai này. Hai lớp thôi. Hai lớp thủ công. Ở đây xong rồi nó còn lượn lờ đấy. Cái này 250.000, dài 20, bản rộng 2.8 nha. Cái này bén. Cái này mình bán 250.000, dài 20, bản rộng 2.8. Sashimi AB26 nha. Cái này thì cái này rất là độc lạ, nó hai lớp thủ công đây. Anh em có thể nhìn hai màu thép đây. À, mặt trước nó hai lớp này. Nhưng mà nó lại là ốp ốp rỉ, nhưng mà nó có sơn cái chống rỉ nha, lớp sơn đen. Rất là lạ nha. Cái này 330.000, cái này nó như Miroshi D3 ha, dáng Dũng D3 nhưng mà lai Sashimi, nó nhỏ mà nó dài ha. Cái này dài 16,7, bản rộng nó là 3.3.7 nha. Cái này ngon. 330.000 AB27 nha. Độc lạ ha. Rồi có một cây Nakiri. Cái Nakiri này 3 lớp. Mà cái này hàng khủng nha, nó dài lắm, to. Dài 17.5 luôn ha. Bản rộng nó là 5. Lưỡi dao Nakiri mà dài như vậy là ít gặp lắm. Cái này là Vân Giang Mai. Mặt này thì nó hơi rỗ rỗ tí, anh em bôi dầu sẵn rồi về xài là ok. Cái này mình bán với giá là 420.000 nha. Cái này xịn đấy, dày lắm. Con này dày ở trong này phải 6 ly rưỡi á. Rồi 6 ly rưỡi nha, dày lắm. Con này 420.000. Rồi cái này cây Puji gì đó. Con này thì rất là xịn sò. Con này hàng hàng này người ta bán rất là đắt đấy nha. Hàng này mình thấy con này thép giấy xanh nha. Nó cán nó ghi thép giấy xanh này. Con này xịn nha. Ram đen này. Rin này. Con này thủ công. Mà nó có chữ Puyi gì đó. Bữa trước có cái anh gì anh kêu quên này. Nó làm cái ram ở đây là ram không rỉ luôn nha. Ram chống rỉ luôn. Ram chống rỉ có thêm lớp sừng sừng đen ở ngoài nữa. Dài 13,6, bả rùa 2.8. Có một cây đề ba. Cái đề ba này nó hãng Kikyu gì đó. Mặt sau nó này, mặt sau nó đóng thép thép chính. Thép xanh số 1 nha. Thép giấy xanh số 1. Ở đằng sau này nó sóng biển nè anh em. Con này xịn sò. Rất là xịn nha. Đây, mặt trước có chữ nha. Hai chữ chữ hai mặt luôn á. Con này thì nó là Vương Giang Mai. Bản rộng lắm, rộng 5,2, dài 17.5. Con này nó có móc cái eo này này. Cái này thì căn gỗ phao sừng. Phao sừng khi mình đóng ra thì nó bị rạn, mới rạn nha. Con này thì mình bán 1.1.000. Cái này thì sừng này nó bị dưới nó không có gì đâu. Nếu anh em thích thì con này, nếu mà thích hạp á, đẹp á, là vô cái cán bát giác á, bát giác khâu sừng là đẹp hơn nữa. Con này mình bán 1.1.000 nha. 1.1.000. Cái này thép xanh. Xanh mà có sóng biển nó đắt nha. Con này dày. Dày phải 1 phân ha. Tầm 9 ly thôi. Trong gốc là 1 phân luôn này. Gần 1 phân. 9 ly ha. 9 ly rưỡi. Con này mình bán 1.1.000. AB30 này. Cái này hiếm gặp ha. Cái gỗ khâu sừng nha. Thích thì anh thay cán nhau không được. Rồi cái này cây cây Gyuto. Cái này hai mặt chữ nguyên khối. Thép Nippon. Cái này dài 26 nha, bản rộng 4.7. Cái này 470.000 luôn. Còn rất là mới nha. Mới, mới cáo. Mấy cây thép Nippon Nhật Bản này thì nó bén lắm.
Rồi. Cái này 31 ha. Cái này cái 32 này. 32 là một cây KQ2D. Cái này thì sao ta? Cái này nó kiểu Gyuto mà dũng đề 3 thủ công nha. Dày ở trong và mỏng dần ra ngoài này. Đấy. Cái này đặc biệt là nó tôi Honjaki, nó có chữ Honjaki ở đây. Hai chữ này. Không phải cây nào cũng có nữa nha. Cái này nó xịn lắm. Cái này giá mình cũng chưa tra nhưng mà giá mình nghĩ rất là đắt nha. Nghĩ là siêu đắt luôn á, không phải là nó đắt nữa. Cái này siêu tầm, cho nên là siêu tầm. Nó dày ở trong này 3 ly. Mỏng dần ra ngoài nha. Tầm 3 ly mỏng dần ra ngoài. Dày nha. Cán nó còn rất là ok. Đây có cái tem này. Cái này nhìn đục lạ lắm. Đẹp ha. Cầm vô nhìn chắc chắn. Còn mới nha. Mới lắm. Cái này 650.000, dài 21, bản rộng nó 4.1 nha. Biến như dầu lòng. Cầm đầm tay lắm, ngay khúc này nó nặng này. Cán nó cầm nặng. Rồi có một cây cái này ốp không rỉ, lõi không rỉ luôn ha. Cái này 370.000, ốp không rỉ, lõi không rỉ. Con này 3 lớp nha. Con này dài 16,5, bản rộng 4.1, 370.000 nha. 370.000. 370.000. Cái này số AB33. Rồi AB34 nha. AB34 là một cây cái này Mizuno rồng ha. Con này thì khó nói rồi. Cái này xịn sò ha. Con này đẹp. Còn mới. Thiếu cái hộp thôi. Con này mới tầm 90 95-97% nữa. Nó thiếu cái hộp thôi. Còn rất là đẹp nha. Con rồng này anh em nhìn này. Rồng còn rất là đẹp. Chữ Mizuno này. Mới nha. Bén lắm. Và cái này thì con rồng này người ta khắc thủ công nha anh em. Đấy, đục thủ công nên nó rất là đắt. Cái này giá mới này, tầm 60 triệu gì đó. Cái này dài 27, bản rộng 5.1 nha. Con này bản rất là to nha. Và cái này thì mình thấy là gần như nguyên bản luôn rồi. Cái này thì nó còn mới, cái độ mới nó còn rất là cao nha. Bén. Cái này nó có cái số ở đây này. 321 này. Cán nó đây anh em, cán như con Masamoto đấy. Còn rất là mới nha. Anh em nào lấy con này thì mình bán 2 triệu mốt nha. Cái này còn nguyên bản. Ít cây mà được đẹp như vậy lắm. Mấy cây mà anh em kia mà thấy trên hội bán rất là đắt nhưng mà thường thường nó không có được như vậy đâu. Xấu hơn nhiều. Cái này cây Takamura. Nó sử dụng thép bột SG2 nha, R2 SG2. Con này thì nó chút đít ha. Cái này thì nó hiếm và giờ nó cũng anh em săn rất nhiều. Giờ cái dòng này dường như là không có nữa rồi. Hàng bãi lâu lâu mới có cây thôi. Cái này dài 16, bản rộng 4 nha. Cái này thì sao thực cư. Cái này mình bán 1.600.000. SG2 nó mắc nha. Cái này cây Masahiro. Con này san thực cư 3 lớp. Vương Giang Mai. Đây, con này nó vương lõi đùng đó anh em. Lõi có ốp vương đùng ha. Con này nó sử dụng ốp không rỉ. Lõi thép nó là thép thép dép vàng nha. Dài 16,8, bản rộng nó 460.000 nha. Con này cán gỗ HK rất là đẹp. Ok. Rồi cái này cái số 37 nha. Cái này cũng là Super Gold. Đấy, siêu thép giấy vàng nha. Con này dài 16,5, bản rộng nó 4.3. Cái này 370.000. Cái này thì nó lại là ốp không rỉ, lõi không rỉ luôn, 3 lớp nha. Đây, cái này
ba lớp vân giang mai. À, vân vân cỡ nó cũng kẹp đùng thôi chứ không phải vân giang mai, xin lỗi. Con này cán gỗ dài 16,5 bản rộng 4,5. Cái này 370. Rồi có một cái lắc ha. Đây. Yokohama. Yokohama cái này Masakane này. Con này thì Masakane này rất là xịn sò đấy. Đây. Em thấy cái lắc mà nó bén không? Là biết hiểu đồ ngon cỡ nào rồi. Cái này nó có trái tim bên này này. Cái này do nó lỗi ở đây, mình bán 270.000 nha. Nó bị xích cái gì đó? Cái miếng cổ ở đây này. Chốt đồ vẫn còn ngon lành. Khâu đây. 270.000 nha. Nhà 15 bản độ nó là 2.5. Cái này mình bán rẻ, 3 lớp. Con này thì ốp không rỉ, lõi là carbon. Con này mình bán 130.000, dài 15,5, bản rộng nó 3.4. Cái này là do lỗi ở đây tí này, do người ta mài á, mài bị cái này mòn cái cán gỗ này nên nó hơi xấu nha. Rồi mình bán 130.000. Rồi có một cây Betty. Betty này Victor của Victory nha, Victory của Thụy Sĩ nha anh em. Con này thì mình bán với giá là dài 12 bản rộng 2.5, 180.000 nha. Cái này nó Victor Inox á. Cái loại này nó ngon lắm, bén lắm. Thép loại này nó xịn lắm à. 180.000 nha. Rồi có một cây 3 lớp. Con này thì dài 15,5, bản rộng 3.5. Cái này mình bán thép Thụy Điển nè anh em, xịn ha, 3 lớp thép Thụy Điển nha. Con này mình bán 120.000 nha. Con này hai mặt chữ 120.000. Rồi có cây này ốp phong rỉ. Con này thì 3 lớp ha. Đây nó ghi là gold này, DBS gold này. Con này ốp phong rỉ. Loại nó thì nó kháng rỉ luôn. Con này 210.000, dài 16,5, bản rộng nó 4.3 nha. 4.3, chữ thủ công, 3 lớp. 210.000. Rồi cái Nakiri nha. Nakiri này dài 15,6, bản rộng nó là 4.4, 360.000 nha. Đây, 3 lớp. Vân Giang Mai nha. Cái này dày lắm, dày được 5 ly. Mỏng dừng ra ngoài nha. Cái này nó có chữ Tama này. Không biết phải thép Tama không. 360.000 nha. Cái này số 43. 44 ha. 44 là một cây cái Nakiri. Con này thì nó sử dụng thép giấy trắng, cán gỗ khâu sừng nha. Cái này xịn sò cực kỳ luôn. Đây, thép giấy trắng này. Ghi là thép giấy trắng 2 nha. Vân Giang Mai này, 3 lớp. Cán gỗ khâu sừng nha. Dài ở trong này được 5 ly mỏng dần ra ngoài. Cái này dài 17,5, bản rộng nó 5.1, 640.000 nha. Số 44. 45 là một cây dao đi câu nha. Con này thì nó thép không rỉ. Cây đề ba này đi câu hoặc là đi cắm trại, đi phượt gì đó, nó không rỉ nha. 180.000 thôi. Này mình dùng để cắt giấy, cắt dây rồi gì đó. Đi phượt gọt vỏ cây rồi gì đó. Này là nói chung là nó hơi dày nên dùng để gọt thôi chứ cắt nó không ngon ha. Cái này dài 9, bản rộng nó 3.2. cái này dùng để lắc đồ vậy ngon ha. Cái này dao đi câu. Con này cây số AB46 ha. AB46 là 100.000, dài 17,8, bản rộng nó 3.7. nó có hình cái con hạc á, chữ Vân Giang Mai, 100.000 nha. Cái này cái Nakiri. Cái này thì bụng bự ha. Nakiri này dày lắm, dày được 5,5 ly. Vẫn dần ra ngoài. Con này của Masahiro. Đằng sau này nó có cán, có chữ Masahiro này. Đây, chữ đây.
của làng Seki. Ui, cái này bén lắm, siêu bén nha. Cái này dài 14,5, mã rộng nó 5 nha. Con này xịn rồi. Con này hình như thép giấy trắng, nó 300.000 nha. Rồi có cây này ốp khung rỉ lõi carbon 3 lớp. Có lõi kẹp đùng này, đây, có vân kẹp đùng này ha. Cây này dài 16,5, bản rộng 4.3, 300.000 nha. AB48 ha. Ốp khung rỉ ha. Con này xài rất là sạch sẽ anh em. Nó ốp khung rỉ luôn. Rồi có một cây dao thái mảng lớn ha. Cây này cây Levin. Cây này thì nó ghi là đây là sen long ha, chữ nó này nè anh em. Con này thì nó nguyên khối. Con này thì dài 17,5, bản rộng nó là 3.8. Cái này nó không nguyên khối không rỉ nha. Rồi, cái này mình bán 230.000 thôi. Con này có cái lỗ này móc vào này. Cái này cây 3 lớp của Saki. Cái này 140.000, dài 15,5, bản rộng nó 3.8 nha. Cái này thì còn mới lắm, để mình rửa cái lau sơ coi cái cho nó mới. Rồi, cái này mới không? Còn mới lắm, 3 lớp ha. 140.000. Cái này 300.000, cái này là cái lóc. Cái lóc này rất là bén nha. Cái lóc này nó dày. Nó dày phải ở trong gốc này là tới mình nghĩ là 5,5 ly á. Rất là bén nha. Nguyên khối nha. Lóc này thì anh em có thể chặt gà được luôn á, tại nó dày lắm. Lóc xương đồ thoải mái. Con này thì dài 14, bản rộng nó là 3 ha. Cái này mình bán 300.000 nha, dày nha. Có hai mặt chữ luôn, chữ ở đây có chữ nhỏ và bên này cũng có chữ ha. Chữ bên này chữ dao, chữ katana đó. Đây là một cây dao đất nguyên khối của ZMM. Con này khâu đúc nha, có chữ ở đây nhưng mà mờ mờ tí ha, vẫn còn thấy bình thường này. Con này dao đất nha, cán gỗ bách ca. Con này mình bán với giá là 210.000, dài 17,2, bản rộng 3.8 nha. Cái này cây Global G4 ha. Cái này bán giá hàng mới á, cũng rất là mắc á. Cái này nó bị dính cái keo đây nè anh em, mình chưa lột ra nè, nó hơi dơ nha. Cái này còn hàng bãi mà còn mới tầm 95% á. Mới lắm. Anh em nhìn cái chữ này, chữ còn mới ha. Con này thì mình bán với giá là 420.000, dài 17,3, bản rộng nó 4.7 nha. Cái này Kerisuke hiếm lắm, cái này hiếm gặp, Kerisuke này. Cái này bị dính dơ nha, rửa cái là sạch thôi. Rồi cái này cây cây hai mặt chữ này. Đây, cây Saki Mankoroku đấy. Cái này này. Cái này thì nó cái logo đây. Cái này có rãnh halua chống dính nha. Rãnh này nó dùng để cắt đồ ngon hơn. Đấy. Nó không bị dính dưa leo vô đồ ấy. Với thịt đồ nó không có dính lên lưỡi dao là mình cắt nhanh hơn á. Hiệu suất cắt nó cũng ngọt hơn á. Cái này mình bán với giá là rẻ thôi. 260.000 nha. Cán gỗ khâu đốc nha. Dài 16,4, bản rộng 4.5 nha anh em. Cán gỗ bách ca. Rồi có cây Mizuno nhưng mà chưa rửa chỗ này, tại mình vệ sinh hơi vội, hôm nay lên hơi vội ha. Chưa rửa nè. Đây, chùi nó ra nha. Nó sạch lắm. Này dính dơ tí thôi. Mizuno không rỉ này. Thép không rỉ nha. Mizuno. Con này thì nó dùng để rau củ quả ha, hoặc là trái cây thôi. Sao thư cư, xe nhỏ, dài 14, bản rộng 3.7 nha. Size này hiếm nha. Bữa trước mình có hai cây á, mà bán anh em hỏi có trời. Cây này 400.000. Rồi, cây này cây số AB56 này.
Cây này thì rất là bén. Cây này cây Gilto. Đấy, Gilto mà 3 lớp nha. Cây này dài được 17,8, bán rộng nó 4 ha. Con này thì 370.000. 370. Con này thì con cai 3 lớp. Con này lõi bự không? Rộng cực kỳ luôn, nó siêu bén. Con này bén. Cai lõi rộng nha. Cán gỗ không đúc nha anh em. Con này thì nó lõi lõi carbon. 3 lớp ốp không rỉ. Cán gỗ không đúc nha. Cán gỗ bách ca. Rất là đẹp nha. 260.000 thôi. Và 16,4 bạn nó là 4.3 nha. Cái này nó dính dơ tại vì dính lơ này. Mình đánh bóng nha. Dính. Rồi cuối cùng là một cái dao đao mà kết ha. Cái này sao cư. Con này thì vườn rất là đẹp nha. Vườn giang mai ở dưới. Rất là ngọt. Con này thì thủ công nha. Đao mà kết nhưng mà ốc không rỉ lõi lõi không rỉ luôn. Con này thủ công nha. Dài ở trong, mỏng dần ra ngoài nha anh em. Cái này mình bán 700.000 nha. Dài 16,5, bán rộng nó 4. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.